Mở đầu bài viết, trang Trungerwelt của Đức nói sơ lược về việc thủ đô Hà Nội đã bắt đầu triển khai tiêm chủng đại trà vaccine cho người dân. Tại quận Hoàn Kiếm, nơi thường xuyên đón rất đông khách du lịch trước đại dịch, mỗi ngày sẽ có khoảng 4.000 liều vaccine được tiêm cho người dân tại 7 trung tâm tiêm chủng. Đối tượng được ưu tiên đầu tiên là những người làm việc trong các cơ quan, công sở có nguy cơ lây nhiễm cao và người lao động tại các khu công nghiệp. Theo đó, chiến dịch tiêm chủng vaccine sẽ kéo dài từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022 và dự kiến khoảng 5,1 triệu người trong độ tuổi từ 18 tới 65 tuổi sẽ được tiêm chủng. Trang Trungerwelt cũng đưa ra thông tin Việt Nam chủ yếu đang sử dụng vaccine của các hãng AstraZeneca, Moderna và Sputnik V. Việt Nam đang bị ảnh hưởng nặng nề do biến chủng Delta xâm nhập từ đầu tháng 5 năm 2021. Tại Việt Nam, ngay khi xuất hiện ca nhiễm mới, chính phủ đã triển khai các biện pháp phòng dịch rất quyết liệt để ngăn chặn đà lây nhiễm. Ngoài việc tổ chức cách ly bắt buộc, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khác đều đã lập nhiều chốt kiểm tra trên các tuyến đường vào thành phố do các lực lượng công an, quân đội, y tế túc trực thường xuyên để kiểm soát các phương tiện ra vào thành phố. Vấn đề quan trọng nhất trong việc tiêm chủng đại trà là có đủ vaccine cho người dân. Mặc dù nguồn cung vaccine trên thế giới vẫn còn hạn chế, nhưng người dân Việt Nam đang dần được tiêm chủng. Tất cả đều nhờ vào nỗ lực ngoại giao cũng như nỗ lực đàm phán của chính phủ trong việc mua vaccine từ khắp nơi trên thế giới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Hãy like và subscribe kênh của chúng tôi để tiếp tục theo dõi những bài tiếp theo nhé!